Chào mừng anh em đến với Ba Quy Shop trên web Mevia. Hôm nay giới thiệu với anh em kèo chế một tay giải trí vui vẻ của Tý và anh Việt. Tý chấp anh Việt 20 điểm đánh 60-40. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Mevia của chú Vũ. Mời anh em theo dõi trận đấu. Để mình đặt cái công
Không tay hả? Mau luôn đó. Đứng lại luôn. Trời
Gà đại vô đi chứ có gì đâu mà mày nhắm nhắm hoài vậy.
Mày ghét không đi? Tôi đỡ là gì á? Rồi, bây giờ có được ghét đi không? Mày kéo chạy rồi, chứ lo thôi nữa. Ghét bảo thăm chạy lên đường này nè. Không biết có đường sai được, tao chỉ cho. Đây, muốn tăng đâu, muốn được ghét có được không? Muốn tăng đâu, muốn được ghét. Rồi, để tôi tiếp nữa rồi. Thầy như heo luôn đó, tôi biết. Không phải, trời. Không phải. Biết chưa?
Giờ nó đã nhiều xui đó mà nó cuốn lương hết đấy. Cảm ơn em ạ. Dạ, một giải điểm mà anh ra hai thành tích anh cũng được cả 20 điểm chỉ có trong video đó vậy. Dạ, ê, cái đó là sao? Gào à? Thôi giờ gào mà, nó chú kêu chú. Bây giờ có bể sẵn luôn mà. Ok, hay dữ vậy.
Học tiếp á. Rồi tới số nữa rồi em chị à. Cho biết kiểu gì cả. Rồi chú dậu rồi. Tới. Tới cái phòng mình lấy hai dậu lên thì chạy vô cửa tủ mới chưa chạy á. Chắc tuần này. Thiếu. Sao đúng vậy chứ? Ừ,
vậy lỗ lớn đó là ngon không vừa chứ bây giờ không biết nào có trả được rồi ơi gì con ở giờ đây à ủa anh chị về rồi hết ta về luôn ngày mai sao không bỏ lỡ con gia vừa gọi gia vừa ngồi để sao ăn gì đâu Cái này video đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.